Xin chào các bạn. Hôm nay đang là ngày 25 tây tháng 5 2024. Các bạn thấy không? Không cô bình, không đổ xăng. Đây là chiếc siêu cúp Nhật, hàng nội địa Nhật ha, màu xám xi măng. Xe này thì của một anh trai Vũ Minh Ngọc ở tại Hoàng Mai, Hà Nội. Như vậy thì bên mình sẽ phải ship chiếc xe này về đến tận Hà Nội nha các bạn. Bên mình ship toàn quốc tất cả các dòng xe này. Với dòng xe này á, là giá nó trên 100 triệu rồi. Về giá thì nó trên 100 triệu đó. Các bạn cứ vui lòng liên hệ với nhân viên để được tư vấn ha. Xe này là do bạn Hạnh chốt nha. Bạn Hạnh là nhân viên ở đây. Đây nè. Bạn Hạnh đã chốt chiếc xe này. Thì các bạn quan tâm nó thì hãy alo ngay cho nhân viên để tư vấn chi tiết về những dòng xe, đặc biệt là những dòng xe nhập Thái Lan. Nhập khẩu chính ngạch nha các bạn. Nhập khẩu chính ngạch. Bây giờ tiếp tục là một chiếc phiên bản xi măng sẽ về với chủ nhân mới. Bây giờ mình sẽ quay lại chi tiết phiên bản này cho các bạn. Ok ha. Xe vẫn còn bọc nè, chưa mở ra luôn các bạn, để nguyên hết. Cái này là mở bò nha ha. Đây. Đặc biệt nhất ở cái bản này á là hệ thống phanh ABS. Đây rồi. À, chrome. Đẹp luôn. Màu xám xi măng nha. Đây. ABS. Mạ chrome nữa nè ha, phuộc sơn bạc, phòng độc, mâm 70-90 đó các bạn, vành 17 inch. Vỏ này là vỏ không có ruột nha các bạn. Không nhiều những dòng xe số mà được trang bị vỏ không ruột đâu. Ok ha. Rồi bẩn nè. Nói chung mọi thứ còn đều được dán bọc hết rồi. Nhất là mấy cái mỏ này ha, mỏ dè nè. Đây phần động cơ mà các bạn xem. Đó. Mình sẽ quay 4K video này để các bạn xem chi tiết hơn ha. Đây rồi. Đó. Các bạn xem nè. Đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 đó các bạn. Rất là cao ha. Nói chung thì ở phía Nhật cũng như là châu Âu là tiêu chuẩn khí thải lúc nào cũng rất là ngặt nghèo, cao lắm. Rồi. Đây là phần bửng. Nạp chrome. Các bạn hãy xem đây nè. Đó. Tài nắm ha, cốt pha nè, còi nè, xi nhan nè. Rồi. Ở đây. Bộ đôi chìa khóa, chúng ta sẽ có hai chìa nha. Kiếm đề nè các bạn. Quá thông minh. Đó. Phần vẫn được làm rất là dày nha các bạn. Em Nhật. Ok, mình cùng nhau xem thử Super Cup màu đỏ này ha. Cái này là chrome đó các bạn. Cực kỳ sang trọng. Cái này là kim loại nha. Đó. Đây là cụm động cơ. Và đây là phần hướng dẫn sử dụng. Thông số nhớt đó các bạn, chữ Nhật. Chữ Nhật nha. Đây. 0,8 lít khi thay nhớt, 0,85 khi thay lọc. Và rã máy là 1 lít đó các bạn. Cái này mình đã từng gồi dịch một lần rồi ha. Rồi. Đây lọc nhớt nè. Hay các bạn gắt chân thôi. Các bạn thấy Honda làm rất là trau chuốt. Thấy không? Động cơ nè, nước sơn cực đẹp luôn. Mà thiết kế cũng đẹp nữa. Các bạn nhìn động cơ nè. Cái khoang động cơ cực đẹp ha. Rồi ngay chỗ này. Tuyệt đẹp không? Nè. Nè. Gắt chân sau nè, có cần phải làm đẹp vậy không? Thật sự luôn. Mình hơi bất ngờ. Ha. Rồi. Cấp sau nè. Đó, bô nè. Rom luôn. Rồi, cản sau nè. Tiên nè, tiên xám ha. Và đây là vỏ sau. Vỏ không ruột IRC nha các bạn.
80, 90 và 17 inch. Cái hộp này nó sẽ chứa sách hướng dẫn sử dụng, sổ bảo hành. Sổ bảo hành này là bảo hành nội địa Nhật ha. Rồi một cuốn sách hướng dẫn chạy xe an toàn ở trong này. Mình đã từng mở ra xem rồi, quay cho bạn xem kỹ rồi ha. Cụm đèn hậu ở đây, đèn sau biển số nè. Các bạn nhìn thấy cái bộ vành không? Bộ mâm cực đẹp đúng không? Ha. Ủa, không có rồi. Rồi. Cầm số. Không câu bình, không đổ xăng. Và tới tận Hà Nội đó các bạn. Siêu cúp. Động cơ ha, lần nữa nha các bạn. Và cũng đầu bò. Đây, mời các bạn xem ngoại hình. Mình xin nhắc lại vấn đề ship xe nè. Bên mình ship toàn quốc. Ví dụ như xe này ship tới Hà Nội mà anh trai nhận ở tuyến quốc lộ 1A là chỉ có 500 ngàn thôi ha. Còn nếu ship tận nhà là chi phí nó khác nha các bạn. Còn từ Sài Gòn mà về tới Cà Mau á là sẽ miễn phí cho các bạn. Miễn phí hoàn toàn luôn. Đây, nhìn từ phía sau nha. Các bạn có nhìn thấy cái đường cong không? Cái đường cong từ cái dẹp sao nè. Đó, ha. Súp mà, super cúp mà. Còn nếu mà ship ra khỏi Sài Gòn rồi, ví dụ như tới Bình Dương, thì phí ship sẽ là 300 ngàn. Đồng Nai là 300 ngàn. Ra tới ngoài Huế, Hà Nội như xe này là 500 ngàn. Về Cà Mau là miễn phí. Ship đảo, ví dụ như đảo Phú Quốc là khoảng 600 ngàn. Như một cặp này là bên mình ship đi tới Đồng Tháp nè. Về ví dụ như là có những tỉnh thành là không nằm ở trên tuyến quốc lộ á các bạn, thì mình nên gọi cho nhân viên để tư vấn. Như xe này là Yamaha Fino, nhập khẩu từ Indo về nè. Đó, 36 triệu 900 ngàn thôi. Ship tới Đồng Tháp, Châu Thành Đồng Tháp của bạn Võ Thị Hồng Nhung nè. Rồi đây một chiếc Đồng Tháp nữa nè. Super Cup mà 50. Đây, Super Cup 50, giá chỉ có 17 triệu 200 ngàn thôi. Là ship đi tới huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp nữa nè. Ha, cũng xám xi măng. Nhưng mà là xe 50 nha các bạn. Xe này là chạy số chạy xăng 4 số và không cần bằng lái nha. Cho các bé học sinh. Những video này mình thường đăng ở bên kênh Thái Phạm. Ok ha, mình hai kênh nha. Rồi phía trước nè. Xám xi măng. Hàng nội địa Nhật đang chờ các bạn bước về đó. Rồi, bây giờ mình sẽ khép lại cái video này đây nha các bạn. Một lần nữa xin thay mặt cửa hàng Mai Duyên cảm ơn anh trai từ Hà Nội vẫn tin tưởng và ủng hộ xe bên mình. Xin chào các bạn nha.